phát hiện tổ sáng trong não người đàn ông. Sau khi xuất hiện các triệu chứng méo miệng, không cử động được, người đàn ông ở Nghệ An đi khám thì được phát hiện nang sáng dày lợn cư trú ở vùng não. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An vừa tiến hành phẫu thuật nội soi lấy bỏ nang sáng dày lợn để giảm áp lực nội sọ cho một nam bệnh nhân 55 tuổi. Trước đó, khoa phẫu thuật thần kinh cột sống của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân tên T, 55 tuổi trú tại xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, nhập viện với tình trạng thất ngôn và không vận động được nửa người bên phải. Theo người nhà, bệnh nhân có tiền sử động kinh cách đây 5 năm, đang kiểm soát bằng thuốc, có thói quen ăn tiết canh lợn. Sau khi xuất hiện các triệu chứng nhức đầu nhẹ, méo miệng về bên phải, tay và chân phải yếu dần, không cử động được, kèm theo các cơn động kinh xuất hiện dày hơn, không kiểm soát được bằng thuốc. Người nhà đã đưa ông T đến khám điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An. Nhưng bệnh nhân ngày càng nặng, sau đó ông tiếp tục được chuyển Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu. Sau hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị hội chứng tăng áp lực nội sọ do ấu trùng sáng dày lợn trên hệ thần kinh, nguy cơ tử vong cao nếu không xử trí kịp thời. Ekip các y bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật nội soi lấy bỏ nang sáng để cứu sống bệnh nhân. Đồng thời, bệnh nhân được điều trị nội khoa bằng thuốc diệt nang sáng và kết hợp với thuốc chống động kinh và kháng sinh. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, tỉnh táo, nói được, tay chân bên phải hoạt động linh hoạt, đi lại bình thường, hết méo miệng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.